biển buổi chiều nè, đẹp không mọi người? Cái gì vậy? Ra lúc 5 giờ. Cái lúc 5 giờ mấy giờ 6 giờ chưa móc trong lửa cống. Vậy mà nói biết câu không biết. Nghi ngờ chế quá. Nhà có bún đã tắm mình nấu miếng ngốc mình ăn bún tắm. Đó, tới rồi kìa, cứ kéo đi, cố lên. Của chế hai con. Của chế. Cá gì mà câu xong rồi đứng nói. Cá gì? Cá này hả? Sao mà nó đen thui vậy? Cái này ồ. Quá chừng luôn hả? Câu nãy giờ câu bỏ nãy hả? Chừng nhiều luôn mọi người. Mọi người cứ đứng sát nhau vậy nè. Cứ bỏ xuống là giật lên, bỏ xuống là giật lên. Gỡ không kịp. Trời ơi, cái này
cứ đứng khích nhau vậy đó mọi người, mà bỏ con câu xuống là dính thôi à, phải không? Mỗi một cần dính 5 con. Chiều đẹp không? Trời, dính rồi bả la kìa. Quá chừng luôn. Ngoài kia con thấy mê luôn á. Quá chừng nhiều luôn. Con này con câu đầy xô rồi nè. Quá chừng ngu. Thêm một cái xô mới. Chế dính hả chế? Đâu? Thấy đâu? Đây cái câu của tôi là nhiều rồi đó. Bỏ vô. Ta chừng có một cái mới ngồi trên. Chị thấy không? Nhìn này học hỏi đi. Học hỏi đi chứ. Một giây mà mới thôi á. Đó mày câu vậy đó. Không đủ làm màu đi xuống lại. Ừ, chứ phải bỏ nhiều sợi vô. Nhiều sợi cái gì chứ cần câu này nó. Hả? Gì? Mắc cười quá. Chị mới thi bây giờ gỡ phụ đi thi. Mắc cười quá. Bỏ rồi đó, nó đẩy lại đó. Đẹp quá hả?
đó, cá heo mà không cá này. Mấy cái con cá heo nó ăn á, ăn quá chừng luôn à. Cá heo hả? Cái con trâu nó chụp thịt, chụp thịt, chụp thịt. Đó, lòng nó chắc nha. Cá voi hả? Với là ảnh quăng xa quá đó. Quăng xa ngoài cá nó nhiều. Ảnh quăng xa. Ảnh quăng lên là 5 số con. Thấy không? Nè, nhìn nè. Kéo lên. Trời, cá này mập ha. Cá này bự á. Nhiều ghê. Đầy xô. Này phải nói là đầy xô luôn. Đầy một xô này luôn. Người đang chèo thuyền rồi đó. Dạ thôi ba tháo ô tay kêu chị gỡ đi. Về đêm đẹp ghê hả?